Hôm em quay ở dưới kia hai cái bưởi. Đây có phải là bưởi đâu anh? Đây là cam ghép chứ. Nhưng mà cây này không nhiều quả, đúng không? Để ghép nhiều thứ lắm. Kìa, ra đầu kia kìa. Bên kia người ta bán bao nhiêu là ấy? Bán bao nhiêu là bưởi rồi là chậu này. Hỏi xem bao tiền một cây. Chơi mình hay thay. Dạ. Hai triệu mua thế mà ông nhà mà ấy là giá 2 triệu là là cũng quất luôn đấy. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem bưởi chậu nhá. Chỗ này nó hôm nay hơi gió nên là thí thoảng tiếng gió nó lùa vào ù ù rít rít. Chậu này là chậu gì anh Thục ơi? Chậu Đức xi măng trang trí ngoài thôi đúng không? Rồi bán đây bưởi này. Bưởi Tết. Tuyệt vời. Đây là sân vận động Mỹ Quốc gia Mỹ Đình nhá. Các bạn thấy chưa? Trước cổng sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Bao nhiêu là bưởi người ta bán chuẩn bị cho Tết. Cái này mấy cái này chưa bọc chưa tháo cái ni lông ra. Mình chơi mình mang về nhà mà. À. Nó đỡ dụng. Sai nhỉ. Anh ơi. Bưởi này bao tiền một cây này? 18 triệu anh ạ. 18 triệu. Nó rơi tầm bao nhiêu quả? Con này rơi tầm 45 quả. 50 quả. 45 50 quả. Thế nó cũng bằng cây đào nhờ. Đào nó cũng tầm 15 18 triệu. Cây này ghép Phật thủ anh Thực ơi. Cái này mình thuê người ta có cho thuê không nhỉ? Thuê cũng được nhỉ? Cây nhỏ nhỏ này làm sai quả nhỉ? Sai thế. Mỗi cây này tầm khoảng 45 đến 50 quả. Đi một vòng nha nè. Vâng, cây này này, cây này còn ghép cả Phật thủ vào này. Sai thế, cây này sai thật. Nhá. Sao ở đây ở dưới lại có cả ớt đây? Quả này có ớt còn gì nữa? Quả này vào cho đẹp. Trồng cái cây này cho đẹp á? Ok, đấy, giá cho các bác tham khảo nhá.